Kim Thúy và nhóm thực hiện giờ thánh ca dâng Chúa đời con xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay được bảo trợ bởi chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ. Xin cảm ơn chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã ưu ái nâng đỡ chúng tôi một cách rất thiết thực. Thưa quý vị, tháng 4 là tháng được giáo hội dành riêng để kính thánh thể. Điều khác biệt của người Công giáo đối với những người Kitô giáo khác là người Công giáo chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện thật trong thánh thể, nghĩa là bánh và rượu đã được Thiên Chúa thánh hóa để thực sự trở thành mình và máu Đức Kitô. Để mở đầu cho chương trình thánh ca hôm nay, Kim Thúy xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Phút Linh Thiêng, một sáng tác của linh mục Thành Tâm do Kim Thúy trình bày. Thưa quý vị, thường xuyên cầu nguyện trước thánh thể là con đường phát triển tâm linh thật tuyệt vời. Khi chầu thánh thể, chúng ta tạ ơn Chúa đã và đang tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, không chỉ qua ân sủng mà còn qua chính mình máu Ngài trong bí tích thánh thể nữa. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa trí nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ông Chúa ban trần lan cho trần gian, mình máu thánh nên nguồn sông tuôn ngày đêm. Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ta ban cho làm của uống. Này ai ai ăn ta uống máu ta trong tin yêu thì sẽ sống. Linh thiêng, một sáng tác của linh mục Thành Tâm do Kim Thúy trình bày. Thưa quý vị, trước giờ bị nộp, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Ngài nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Tất cả anh em hãy uống chén này vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội." Thánh thể là chính Chúa Giêsu ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Trong các giờ chầu, chắc hẳn quý vị thường được nghe ca đoàn hát bài Chính Mình Máu Chúa. Chiều xưa, chiều hôm tiệc ly, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy, ăn chính thân ta. Thật dây dứt. Vâng, giá trị của việc chầu thánh thể. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo chúng ta.
theo giáo lý Công giáo. Thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt giáo hội. Các bí tích khác cũng như tất cả các thừa tác vụ trong giáo hội và các tác vụ tông đồ đều liên kết và quy hướng về thánh thể. Bởi vì thánh thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của giáo hội, tức là chính bản thân Chúa Kitô, lễ vượt qua của chúng ta. Chính vì thế chúng ta được kêu mời và khuyến khích tận dụng mọi phương tiện để tận hưởng những phúc lành do bí tích thánh thể mang lại, trong đó có việc tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Hồi xưa chiều hôm tiệc ly, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta. Ta ước chén kia vơi đầy, máu ta chan hòa, cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn tràn để cứu thế. Làm nên của ân nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra thế gian, người uống máu ta không bao giờ khan và sẽ được sống hiền vinh. Chiều xưa đồi cao can về xót thân một mình, Chúa mang khổ đau thương, Chúa treo thập giá khao khát vô bờ. Vì thương thế nhân tôi tình lãng quên ơn Ngài, giờ đây xa vắng. Vì thương những ai thân tình, Ngài đã hiến dâng mình hy sinh. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu ta không bao giờ khan và sẽ được sống. Thân lang thang mắt vương khổ sầu, bao ngày tháng buồn. Người ơi một thân sơ xác ốm đau vì bao tội
lỗi trong đời. Người ơi, đến mau bên Ngài, khóc than lỗi lầm tình xưa vội ư. Người ơi, đến mau bên Ngài, tìm lại xuôi ơn nuôi nguồn sinh tươi. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống. Đây chính là máu ta, rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khan và sẽ được sống. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chính Mình Máu Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Tri Văn Vinh do các anh chị Nguyễn Phú, Anh Xuân và Thùy Linh trình bày. Kim Thúy xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Trở lại với giờ thánh ca dân Chúa đời con, thưa quý vị. Nói đến thánh thể, chúng ta không thể không nhắc đến phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam, một phong trào nhận Chúa Giêsu thánh thể là tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng khuôn mẫu sống động của đời mình. Chúng ta có thể sánh ví phong trào thiếu nhi thánh thể như một vườn ươm trồng các mầm non của giáo hội, cũng được gọi là trường dự bị huấn luyện công giáo tiến hành. Phong trào sẽ chuẩn bị cho thiếu nhi nên người công giáo thánh thiện, trưởng thành, sẽ cung cấp cho các hội đoàn trong giáo xứ cũng như giáo hội những vị tông đồ nhiệt thành mai này. Trong chủ đề Kinh Thánh Thể hôm nay, Kim Thúy xin gửi đến quý vị lời chia sẻ của Linh Mục Phạm Tuấn, mà chúng tôi hay gọi ngài là Linh Mục Chris Tuấn Phạm. Mời quý vị theo dõi sau đây. Xin chào đến biết bao anh chị em thân thương trong chúng Kỳ Thủ Phục Sinh. Và trước hết xin chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể của bản thân Chúa khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay chúng ta đang bước vào cho những ngày đầu của một Phục Sinh, tức là nói về một người đã được sống lại từ cõi chết, đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chết và đã sống lại trong tinh thần đó mà toàn thể giáo hội trong suốt 2000 năm qua cứ vào trong một Phục Sinh là giáo hội cho chúng ta nhìn về đấng đã yêu mến mọi người đến để cứu chuộc, hơn như vác đáng giá và chịu đóng lên chết và sống lại. Và niềm tin sống lại của Chúa Kitô Phục Sinh đã làm hân hoan cho hàng triệu triệu người trên toàn thế giới. Hôm nay anh chị em, đặc biệt trong tháng tư này, chúng ta được biết đó là tháng tư giáo hội cũng cho chúng ta nhìn về một bí tích mà Chúa Giêsu đã để lại trước khi về trời, đó là bí tích thánh thể. Ngài đã để lại cho loài người chúng ta, đó là trong các thánh lễ mà người Công giáo anh chị em chúng ta khi dự lễ là chúng ta được biết Chúa Giêsu đã hiện diện trên các bàn thờ. Và năm ước tính là cứ mỗi ngày theo đài đài Công giáo được biết là mỗi ngày có 350.000 thánh lễ được cử hành trên toàn thế giới. Và mỗi khi cử hành là chúng ta tin là Chúa Giêsu hiện diện, thật sự hiện diện trên các mặt thờ. Và nhất là chúng ta được thấy khi chúng ta đến trong các nhà thờ Công giáo, tất cả các nhà thờ đều có một nhà nguyện, và chúng ta thấy đó là mình máu của Chúa được ở lại trong nhà tạm 24 tiếng trên 24 tiếng, tức là ngài hiện diện mãi mãi trên mặt đất này. Hôm nay tôi muốn nói một chút về ý nghĩa từ bí tích tình thương này. Chúng ta được thấy trong suốt 2000 năm qua, đặc biệt vào thế kỷ thứ 700, chúng ta được thấy có một vị linh mục ở bên Ý, đó là ở cái làng gọi là Laciano. Ngài một vị linh mục, nhưng khi dâng lễ ngài hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Và khi ngài đang hồ nghi như vậy thì ngài nhìn xuống, chính bánh lễ đã trở thành mình của Chúa Kitô và rượu đã trở thành máu Chúa Kitô. Và trong suốt câu chuyện phép lạ này, chúng ta được thấy đã xảy đến trong suốt từ hơn gần hơn 2000 năm qua,
các nhà khoa học đã thử nghiệm về cái bánh lễ này cũng như trên đế này đã trở thành mình và máu của Chúa, và người ta đã xác nhận ra rằng đó là chính đây là máu AD, tức là máu của người. Và đặc biệt trong suốt những hơn gần 2000 năm qua, họ đã thử nghiệm trên 10.000 người 10 lần, và họ đã chứng kiến rằng đây là một bất cơ của một trái tim. Đó là khi nói về tình thương của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng Ngài ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, và Ngài còn yêu thương ở lại với những thánh thể. Đặc biệt tháng tư là tháng mà giáo hội cũng cho chúng ta nhìn về tình yêu của Thiên Chúa Giêsu và với những thánh thể. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta hãy đến với Chúa nhiều hơn, và chúng ta tạ ơn Chúa nhiều hơn. Đó là chúng ta hãy đến nhà tạm. Nhà tạm của Đức Thánh Tòa đây cũng mở đến tức là 24 tiếng trên 24 tiếng, và chúng ta cũng có thể đến với Ngài, đến tâm sự với Ngài. Chúng ta đến để tâm sự với Ngài những ai đang gặp ở đau khổ như Chúa Giêsu đã mời họ, hơn những ai gánh nặng hãy đến với ta, cách ta yên ái, cách ta nhẹ nhàng, và ta hãy bổ sự cho các ngươi. Đúng vậy anh chị em, nếu những sự khốn khó đến hay những sự thất vọng đến với đời của mình, hãy đứng đau lòng, hãy đến với Chúa Giêsu thánh thể. Ngài luôn lắng nghe lời của chúng ta. Hôm nay con muốn nói đây với tất cả chúng ta, thấy đặc biệt người Việt Nam chúng ta có các một rất nhiều hội đồng, nhưng có một hội đồng đặc biệt đó là các em thiếu nhi thánh thể. Đây con muốn được chứng cho các em, nếu chúng ta đi lễ, chúng ta đi các nhà thờ, chúng ta thấy đây là các em đã đeo đây này, là cái dấu hiệu về các em đã làm hận sự nhiều mình vì cái thánh thể hy sinh cầu nguyện và mang Chúa Giêsu thánh thể đi mọi nơi. Đó là chúng ta thấy cái thức hiệp đây có một cái hình thập giá, và trong cái thập giá này có một chén lễ, và trên chén lễ là bánh lễ, đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu mãi mãi trên mặt đất này. Và được biết các em đây hiện giờ về đất nước Hoa Kỳ chúng ta có khoảng cỡ 20.000 em, đó 20.000 em, và Orange County thì chính các em như trường Kent Hữu Nhi chúng ta có khoảng cỡ gần 5.000 em đang hiện diện trong địa phận Orange, có tất cả 16 cộng đoàn, ở trong 16 cộng đoàn đều có các em thiếu nhi thánh thể. Đây là những em mà hàng tuần chủ nhật đến với nhau, không chỉ đến với các thánh lễ tại tạ của Chúa, mà các em còn nói lên sự kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể trên bàn thờ, trên bất cứ nơi nào thì Công Giáo nó bắt nhau để thờ lành, tức là dự thánh lễ. Đó là tin vào cái thiên thánh thể mà Chúa Giêsu đang hiện diện trên bàn thờ. Vậy sự khác biệt giữa các địa chỉ đem tin lành với các Công Giáo khác nhau thế nào? Chúng ta được thấy một số các giáo phái tin lành thì cả số các anh chị em tin vào Chúa Giêsu, nhưng các anh chị em đó thì tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong lời Chúa. Còn đối với Công Giáo, tức là chúng ta được biết đó là không những tin Chúa Giêsu hiện diện trong lời của Ngài, bởi vì lời của Ngài là lời hằng sống, nhưng Chúa còn hiện diện lúc mãi với chúng ta trong các thánh lễ, nhất là Ngài ở lại trên mặt đất này. Chúng ta thấy một năm có 365 ngày, và Chúa xuống ở lại ngày đêm mãi mãi từ khi Ngài đến trần gian hơn 2000 năm trước. Dù về trời, nhưng Ngài vẫn để có thể nói rằng trái tim của Ngài vẫn có hiện diện trên mặt đất này, như đã nói với tất cả anh chị em, đó là một ngày chúng ta có tất cả là 350.000 thánh lễ, và chúng ta tưởng tượng nhân lên một năm 365 ngày, tức là Chúa Giêsu hiện diện không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vậy người Công Giáo, nhất là anh chị em, hãy tin rằng khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta hãy tôn nghiêm tạ ơn Thiên Chúa qua tình thương của Chúa Giêsu, cũng như Ngài cứu chuộc chúng ta, và chúng ta còn được hạnh phúc, đó là chúng ta được rước chính là mình và máu của chúng ta đến trong thánh đường thánh lễ. Và một vài phút nữa đây anh chị em lại được một lần nữa đến với Chúa Giêsu, kết nghĩa với Ngài qua bánh thánh và rượu, và đó là mình và máu. Và chúng ta khi đến Chúa, chúng ta hãy tạ ơn không những Chúa yêu chúng ta, hãy đến trần gian để đồng hành với con người, hãy đến trần gian để dạy chúng ta làm thế nào để yêu thương, và Ngài dạy chúng ta làm thế nào mỗi khi chúng ta họp mặt nhau trong thánh đường cùng bẻ bánh rước Ngài, đó là chúng ta.
trước chính Ngài và Ngài luôn ở với chúng ta. Xin Thiên Chúa Phục Sinh ban cho anh chị em được đầy lòng yêu mến, nhất là anh chị em hãy yêu mến Chúa Giêsu như thế và cũng yêu mến con cái chúng ta nữa, cùng với tất cả các em trên toàn thế giới, đặc biệt các em thiếu nhi tại đất nước này, hãy yêu mến Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta đến để yêu thương Ngài và chúng ta cũng hãy làm nhân chứng tình yêu đó qua đời sống hàng ngày. Đó là yêu mến Thánh Thể, tạ ơn và ban Chúa Giêsu đến cho mọi người. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị vừa theo dõi lời chia sẻ của Linh mục Chris Tuấn Phạm và thưởng thức nhạc phẩm 10 điều luật thiếu nhi thánh thể. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta hôm nay. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật thánh thiện, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau.